Và đây là một trong những cái bản tin cập nhật mới đây cho thấy rằng là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã được báo cáo rằng là mất tích 12 ngày liên tiếp mà không thấy xuất hiện. Là ông có tên là Sergei Shoigu. Ông đã không xuất hiện trong vòng khoảng 12 ngày và có lẽ là mất tích theo như báo chí của Nga đã cho biết rằng. Thì những cái phóng viên điều tra của hai tờ báo độc lập của Nga có tờ báo là Media Zona cũng như là tờ Agence Sportfo đã công bố rằng là ông không xuất hiện trước công chúng bắt đầu kể từ ngày 11 tháng 3. Và có tin đồn đã cho thấy rằng là sức khỏe của ông không tốt. Và có tin đồn có rẻ là ông đang bị sa thải khỏi Bộ Quốc phòng và đang bị quản thúc tại gia. Thì lần gần đây nhất là ngày 11 tháng 3 là công chúng thấy ông trao một cái phần thưởng cho những người binh lính Nga tại Ukraine đã tham gia cái cuộc tấn công mà Nga luôn gọi đây là một cái chiến dịch quân sự chứ không phải là một cái cuộc xâm lăng vào đất nước Ukraine. Thì chính phủ Nga cũng đã cho đăng cái thông báo trên trang web cho biết rằng ông Shoigu đã tham gia một cái cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông với những cái thành viên của Hội đồng An ninh để thảo luận về cái tiến triển của cái chiến dịch gọi là đặc biệt ở Ukraine. Họ vẫn dùng như vậy, nhưng mà không có đăng hình ảnh về video về cái cuộc họp nào cả. Và cũng trong cái ngày 18 tháng 3 vừa rồi, thì kênh truyền hình Channel One của Nga cũng đã đăng những cái bản tin cho thấy rằng là ông Shoigu đã trao phần thưởng cho quân đội, nhưng lại là lấy những cái bức ảnh cũ đã chụp trước đó trên trang web của Bộ Quốc phòng là vào ngày 11 tháng 3, chứ không phải là ngày 18 tháng 3. Thì theo như ký thả Dmitry Treschenin của cái tờ Media Zona đã nói rằng là hiện tại không có ai đưa tin về ông Shoigu cả và cũng đã thắc mắc rằng là ông hiện tại đang ở đâu, có ở là Chernobyl-Kafa hay không. Thì đây là một trong những cái thị trấn nằm ở phía ngoài của Kherson, là một trong những cái thành phố lớn đầu tiên của Ukraine đã bị Nga đánh chiếm vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Và cái phóng viên của tờ Moscow Times cũng đã viết trên Twitter rằng có rất là nhiều lời bàn tán trên cái trang Telegram về sự mất tích của ông Sergei Shoigu hiện tại. Thì và cũng là lưu ý rằng là nếu mà công chúng không nhìn thấy ông Shoigu đi với ông Putin kể từ khi có cuộc họp ở Moscow vào ngày 27 tháng 2 vừa rồi và chỉ có 3 ngày sau khi mà Nga đã bắt đầu là đưa quân xâm lăng vào Ukraine, thì tại cuộc họp này thì ông Putin đã ra lệnh cho ông Shoigu cũng như là Valery Gerasimov là tổng tham mưu trưởng của Nga đặt được lực lượng nguyên tử của Nga vào tình trạng báo động cao như vậy. Thì hiện tại thì chưa biết được là cái tin tức của ông mất tích đưa ra khi mà chúng ta thấy rằng là cái đà tiến quân của Nga cũng đang bị chững lại và đã chịu nhiều rất là thương vong, mặc dù vẫn đang tấn công ồ ạt vào nhiều thành phố lớn của Ukraine nhưng mà vẫn chưa tấn công vào được cái thành phố chính. Thì vừa rồi thì NATO cũng đã thông báo vào ngày thứ tư cho thấy rằng là cái số thương vong và mất tích là khoảng là 7.000 cho đến 15.000 lính Nga cũng đã tử trận. Trong khi đó thì Tổng thống Putin ông cũng đang điều tra về những người thân cận vì cho rằng là họ đã tiết lộ cho Tây Phương biết về những cái kế hoạch quân sự của ông để mà xảy ra cái sự việc không tốt cho có cái đà tiến quân của ông trong cái thời gian này. Thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật tiếp về cái tin này cho quý vị.